Các bạn Nhật xin chào các bác, em lại tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí sáp. Đợt này bên em về được ít lọc khí sáp ngon bổ rẻ VIP các bác nhé. VIP ngon bổ rẻ dành cho các bác khách hàng kinh tế mình vừa phải. Các bác mua được máy hàng VIP mà với giá thành nó như là những cái máy bình dân thôi. Trên hình các bác là một cái con máy mã là KI-AX70. Con em đấu biến áp điện 220V rồi nhé. Công suất của nó rất là to. Con này các bác dùng được cho phòng 91W này các bạn ơi. Các bác dùng cho phòng loanh quanh khoảng 70m² hoặc hơn tí nhé. 91W luôn. Công suất rất khỏe. Em đấu cái biến áp xuyến bên trong này, ion của nó 25.000. Đấy. Phân khúc VIP của sáp thì nó ion nó 25.000 nhé. Còn những phân khúc bình dân thì ion chỉ có 7.000 thôi. Con máy đã đấu biến áp điện 220V rồi. Màng HEPA thay mới tinh các bác nhé. Màng HEPA thay mới các bác nhé. Màng mới đấy các bác nhé, màng mới màu như vậy đấy ạ. Vẫn nguyên từ bóng em vừa bóc ra đấy, chứ không phải là màng dùng rồi nhé. Màng trong này màng than này. Đấy. Màng HEPA mới đấy. Bên này là khu vực bình nước, bùa. Sản zin vẫn còn ok không nhé. Con máy sáp ngon, con máy sáp ngon bổ rẻ các bác nhé. Giá em bán 2.200.000, bảo hành 1 năm, mã số 12. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động tốt nhé. Giảm đèn ánh sáng này, chuyển đổi giữ phần trăm độ ẩm này, ion 25.000 tắt bật. Lọc khí bù ẩm nó báo đèn là không có nước nhé. Lọc khí điều chỉnh tay. Giá 2.200.000 rồi ạ, rất là rẻ. Bảo hành 1 năm, trừ phí vận chuyển. Có vào xa mua thì mình đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt nhé. Còn bác nào chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc luôn. Chào các bác.